Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Nhà Phụ Tùng Riêng Sơ Cấp. Và đây là một số cặp đùm dành cho anh em lên xe nha. Thì anh em có nhu cầu lên cặp nào, anh em cứ nhắn tin chi tiết trên Zalo giúp mình. Mình sẽ gửi hình thông tin với báo giá cho các bạn nha. Đây, cặp đùm zin dành cho anh em lên xe 78 với cánh án đùm keo nha các bạn. Đùm keo nguyên zin cực đẹp. Đấy, riêng cặp này là dành cho anh em lên xe cột nha các bạn, lên xe cột nha. Đó, bố thắng má đùm thì dinh theo xe, má đùm sao nè, đó rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp nha, bố thắng dinh luôn nha. Đó, đùm kèo rất là đẹp nha, dành cho anh em lên 78 như cái nén. Đây, cặp đây cặp 67 dành cho anh em lên xe 67 nha. 67 thì riêng cái đùm 67 thì cái đùm này nó bị mẻ một tí xíu ở đây, còn lại thì hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Má đùm sao, cái này không có bố thắng nha. Cái đùm này đùm sao bán vậy, y chang vậy nha, không có thay đổi thêm bớt gì nha anh em. Quay video sau là bán y chang vậy nha, tại vì nó có nhiều đó à, anh em muốn nữa cũng không được đó, anh em thông cảm nha, muốn nữa cũng không được nha. Đồ xe cấp thì anh em muốn thì có, nhưng mà mấy cái đồ này đồ quý hiếm mà. Đó, tình trạng như hình, đùm 67 hoạt động ok nha. Đó, km hoạt động hoàn hảo, chạy được nha. Đùm trước thì đẹp nha. Đó, dành cho anh em lên xe 67. Hai đùm Charlie, đùm Charlie đẹp, sơn zin nha. Này là đùm của xe cúp, lộn, xe Charlie 84 nha các bạn. Charlie 84, đấy, sơn zin rất là đẹp luôn nha. Này, rất là đẹp luôn. Ủa, sao kỳ vậy? Đó, đùm Charlie 84, đây là đùm Charlie 84 rất là đẹp nha nè. Đó, sơn zin nha, đùm Charlie 84 nè. Đó, đây là đùm sao như hình nha, đùm như hình. Đó, sơn zin. Đó, bố thắng mặt đạn zin theo xe. Rồi, bên đây là đùm custom dành cho anh em gắn xe 70-90. Này là đùm cũ tháo xe, còn tương đối khá là đẹp. Đó, này giá rẻ về cho anh em phục hồi hay là lên xe các bạn. Đó, sơn lại lên xe, hay là bị thay đùm bị hư bị bể gì đó. Đó, tình trạng như hình nha, hoạt động hoàn hảo. Này thanh lý giá rẻ nè. Đó, rồi bên đây là đùm 81. Cái đùm này là 81 nha, 81 dành cho anh em gắn 81 50 70 90. Cái đùm này thì mình sơn lại rồi, do nước sơn nó bị nổ nên mình sơn lại rồi các bạn. Đó, tình trạng như hình. Đó, bạc đạn zin nha các bạn. Sơn rồi sơn lại còn rất là đẹp. Thật ra cái đùm này nó cũng đẹp giống như cái đùm này, mà do nó bị rỗ nên mình sơn lại. Đó, nhìn cho nó đỡ bớt chứ nước sơn nó rỗ mình hơi nhức con mắt các bạn. 81 thì nhông đồ khế đồ đầy đủ cho anh em nha, bao đầy đủ cho anh em nha. Đó, đẹp nha các bạn. Mình sơn hơi xấu thôi chứ đùm rất là đẹp nha. Đó, thì anh em có nhu cầu lấy cái đùm nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên Zalo với mình. Phương thức mua hàng là những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản đâu bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Sơ Cấp nha các bạn.